Mày có biết mày vừa làm vỡ cái gì không hả? Vỡ cái gì ạ? À? Đây là kỷ vật duy nhất bà ngoại để lại cho mẹ. Mày là cái thằng phá hoại. Ôi mẹ bình tĩnh đã. Nhưng mà con đang tập hip hop, mẹ đi ra mẹ vướng vào tay con, xin lỗi cho mẹ mà. Mày còn cãi nữa à? Suốt ngày mày hip với chả hợp. Mày đi ngay cái khuôn mặt tao. Chị, con sang nhà bạn chơi một tí, lát con về. Ôi mẹ ơi, mẹ có biết cháu mẹ vừa làm cái trò gì không? Ui, mẹ. Mẹ con gì ở đây? Sao mày đứng lởn qua lởn vởn trước cửa nhà tao đấy? Tao lởn vởn gì đâu, thằng lọc ốc. Nếu mà không có chuyện gì thì tao đi đây. Ê, khoan đã. Mày có thể giúp tao một chuyện không? Giúp mày? Thật? Chứ không phải là mày đến đây mày bày trò bắt nạt tao ấy. Mày bị làm sao đấy? Mày nghĩ là tao rảnh rỗi thời gian thế cả? Tao nghĩ thế mà. Mày! Thôi Huy ơi, mày xem là mày giúp tao, mày cứu tao ấy. Thôi được rồi, vào nhà đi. Vào luôn. Này, thế là bà mày chỉ để lại cho mẹ mày đúng một cái nồi đất đấy thôi à? Ừ, thế mày nghĩ làm sao mà mẹ tao chỉ vì một cái nồi mà đuổi tao ra khỏi nhà? Đấy là mẹ mày tức quá mới làm như thế. Chứ mày xem làm gì có mẹ ruột đấy đuổi con mình ra ngoài được. Không đâu mày ơi, mẹ tao từ trước đến nay nhá, dù có tức đến mấy cũng không bao giờ đuổi tao đi đâu. Lần này chắc phải như nào thì mẹ tao mới đuổi tao ra khỏi nhà. Nghe mày nói thì cũng căng thật đấy. Huy ơi, mày xem có cách nào mày giúp tao đi, không tao thành trẻ vô gia cư đấy. Cái gì? Mặt mày trẻ với ai nữa? Mày cứ làm mày sao tao nghĩ cách giúp mày được? Cách cái gì? Thằng lóng ốc mày. Mày bây giờ mày chỉ cần phát minh ra một cái gì để có thể chữa lành được đồ vật là xong mà. Có máy rồi. À, tức là sắp tới mày sẽ phát... Tức là mày có máy sẵn rồi, sao mày không nói luôn? Khổ lắm, nhưng mà bị hỏng, lỗi tùm lum sao mà dùng được. Bây giờ nha, ví dụ như mày có một con búp bê bị hỏng mà mày muốn chữa đúng không? Thì nó lại lắp cái đầu xuống cái chân lên cái đầu. Tay trái thì lắp sang tay phải, mà tay phải lắp sang tay trái, thế thì dùng kiểu gì? Ừ, thế dùng kiểu gì? Mà con trai thì ai chơi búp bê? Mày tổ lâu. Đấy là tao đang ví dụ như thế, hiểu chưa ông tướng? Ví dụ gì mà kỳ cục. Mà mày có quả trà gì trông hay này, chả có nhãn mác gì cả này. Đưa cho tao cái thằng này. Đây là phát minh mới của tao ấy, mà nó sẽ dùng để chữa cho những người bị trầm cảm mà chưa được thử nghiệm đâu. Đưa đây. Đưa cái gì? Thì tác dụng nó như nào thì mày cứ nói đi, gì kỳ cụ. Phát minh này tao đặt tên cho nó là trà thanh lọc ký ức tệ hại. Đó, trước khi dùng thì người dùng sẽ nghĩ trong đầu ra một cái ký ức nào đó tệ hại của mình muốn quên đi. Đó, sau đó pha trà này vào nước và uống. Đấy, sau khi mà đi ngoài xong ấy thì những cái ký ức tệ hại đó sẽ quên sạch. Mà tao là tao mới thí nghiệm trên chuột bạch thôi thì tao cũng thấy là nó chưa có tổn hại gì đến sức khỏe cả. Cái thứ hai nữa ấy là nếu mà mày sử dụng hai gói một lần thì nó sẽ có tác dụng phụ, đấy là rất là buồn ngủ. Đấy, tao chỉ mới phát hiện được mấy nhiêu đấy thôi. Ngon, tao cầm mấy cho mẹ tao uống luôn. Anh, không được. Sản phẩm này là sản phẩm mới, tao còn chưa thử nghiệm được nhiều đâu. Nhỡ mẹ mày dùng có tác dụng phụ thì sao nữa đây? Tác dụng gì cụ? Mẹ tao nghiện trà nhà luôn ấy. Ở nhà tao nguyên một cái tủ toàn trà của mẹ tao thôi. Sao mà tác dụng phụ được? Không được, đưa cho tao. Được rồi. Đưa, mày cứ làm nhằm nhiều chứ trả mày. Thôi, tao đi về luôn đây. Dù sao cảm ơn mày nhá. Về đây. Sao lại cảm ơn mình nhỉ? Rồi, thằng hâm này lại lấy mất mấy cái túi trà của mình rồi. Mẹ quái lạ, những lúc quan trọng chả thấy đâu cả. Đi. Thế mà lúc nào cũng kêu là mày phải cẩn thận, mày không được bừa bộn.
toàn mấy cái loại nước uống mình uống chán lắm rồi. Ôi, tôi chết rồi. Lúc nãy tiện tay ném một phát vào đây lẫn hết cả vào trà rồi. Biết cái nào trà là nguy bây giờ. À mà nãy mình ném nhẹ, chắc là mấy cái loại gì à. Mang ra pha thử cho mẹ uống. Mẹ mình cứ thích uống trà. Làm ngụm nữa. Ngon quá. Banh nó. Nhưng mà tớ cũng chẳng biết giải thích thế nào cả. Đi, bọn mình đi gặp nó. Gặp nó là cậu hiểu. Nhưng mà tao phải đi vứt rác đã. Lát nữa vứt. Chuyện thằng Banh quan trọng hơn nhiều. Đi. Đây rồi. Nó đây rồi, vừa nhắc Tào Tháo đến ngay. Quy, cậu đây rồi, tớ tìm cậu từ nãy đến giờ. Tớ, cậu. Thấy chưa, tớ đã bảo là Vanh nó khác lắm mà. Này, tớ chứng minh cho cậu thấy nhá. Vanh, cậu tìm Huy có việc gì đấy? À, tớ trả lại cho cậu Phát Minh. Tớ xin lỗi, hôm trước tớ bốc đồng quá. Tớ không nên lấy đồ của cậu khi mà cậu chưa đồng ý như vậy. Cậu đừng để bụng nhá. Đấy, nhận đi Huy. Ủa, Vanh nó bị làm sao ấy nhở? Thấy chưa? Tớ bảo là Vanh thay đổi lắm. Vanh ơi, cậu xin lỗi không như này á, bọn tớ không chấp nhận đâu. Cậu phải đi mua vài chai nước ngọt, với mày có bim bim ở đây, bọn tớ mới chấp nhận. Được, tớ đi mua ngay đây. Này, liệu thằng Vanh nó có bị ngã đập đầu xuống đất hay là xuống đâu không? Cậu bị ốm mấy hôm nay, không đi học, thì không biết thì thôi. Vanh ấy tự nhiên tính tình trở nên ôn hòa, ai nói gì cũng nghe, ai trêu gì cũng cười. Thậm chí á, bị mấy bạn trong lớp trêu á, Vanh còn hùa theo, mua vui cho cả lớp cơ. Hay là tôi thấy thế là tốt đấy chứ nhở? Có gặp vấn đề gì đâu. Đúng là cũng tốt, nhưng mà cậu ấy cứ như thế, cứ bị đần đần đi làm sao ấy. Hôm qua nhá, tớ còn gặp Vanh bị mấy cái tên đầu gấu chùm trường chặn đường lấy tiền cơ. Xong rồi Vanh cũng vui vẻ đưa tiền, lại còn nghĩ là mình làm được việc tốt ấy. Cứ như này á, cậu ấy bị người xấu lợi dụng thì toi. Có hai cái túi trà mùi hơi hơi khác nhau. Mà cậu nói gì nhỉ? Cái sự việc này xảy ra là 4 năm hôm trước à? Đúng rồi. Đúng là hai cái túi trà này mùi khác nhau thật. Đây, tớ đi mua về rồi. Hy vọng là với túi quà này thì cậu sẽ không để bụng tớ nữa. Này, mày có thể xưng hô mày tao bình thường với tao được không? Chứ nghe cậu tớ ghê quá. Chỉ cần cậu vui thì tớ sẽ sẵn sàng. Thưa mày Huy. Đấy, cậu thấy chưa? Ai nói gì cậu ấy cũng nghe. Có biết phân biệt phải trái đúng sai gì đâu. Anh này, có phải là mấy hôm trước mày uống trà của tao đúng không? Không, tớ... tao... không uống trà của mày. Không uống trà của... ý của tớ là tớ không uống trà của cậu. Nhưng mà tớ có uống trà của mẹ tớ. Ngon lắm. Tớ phản hai gói. Đấy, rõ rồi đấy. Bây giờ này còn ngon lắm nữa. Thôi được rồi, có gì thì cứ vào nhà nói chuyện. Đi, vào nhà đi. Cái gì cơ? Cậu bảo là Vanh uống nhầm trà thanh lọc ký ức tệ hại của cậu nên mới thành ra như thế á? Ừ, mà tớ mới chỉ thử nghiệm trên chuột bạch thôi. Và tớ cũng chỉ biết là nó không gây hại gì cả. Không hiểu sao lên người lại thành ra như thế. Mà cái thằng Vanh ấy, không hiểu nó làm cách nào mà lại uống nhầm trà của tớ được. Thế mới hay chứ lại. Thế bây giờ phải làm thế nào? Cậu ấy cứ như tên đần thế kia, rơi vào tay kẻ xấu thì toi. Thì tớ phải nghĩ ra cách thôi. Cái này cũng từ tớ mà ra mà. Đây. Ui da. Tớ đã chuẩn bị sẵn bim bim với cả nước. Tớ bày theo đúng như ý cậu muốn rồi đấy Châu. Tớ cảm ơn cậu nhá. Phiền cậu quá. Bạn bè với nhau, giúp để cho cậu vui là tớ mừng rồi. Có gì đâu mà phiền. Vanh này,
Không mấy thì mấy hôm nữa tan học ấy thì mày thường xuyên mày qua nhà tao học được không? Tao học mình chán lắm, có thêm mày thì càng vui. Nhưng mà tớ... Thôi được rồi, tao không thích học đâu. Nhưng mà thôi mày nhờ thì tao sẽ sang. Nhưng mà chỉ vài hôm thôi đấy nhá. Cứ vài hôm đầu xem như nào. Trông quanh nó cứ đần đần này, đáng yêu hết. Cậu ta mà cứ biết phân biệt phải trái đúng sai thế này thì cậu ta cứ như này mãi cũng được. Này, gì chứ cái tính lười học mê game của mày thì mãi không bao giờ thay đổi đâu anh ạ. Này, mày không học nữa à? Không, tao đi ra ngoài chút. Cho tao đi với được không? Không, thế có mà lộ ra là tao đi mua thuốc cho. Không có gì đâu. Mày cứ ở nhà đi, tao đi tí là tao về liền mà. Nhưng mà Huy ơi, ở nhà thế này tao buồn lắm. Thôi được rồi. Ui, mị quá nào. Đi, nhanh lên. Xung quanh lại chân tao Huy ấy nhở? Trung niên luôn, chẳng tỏ lại à? Hai bạn trẻ á? Cái gì đâu rồi? Thì đâu là việc của bọn tao, liên quan gì đến mày? Ừ thì không liên quan. Nhưng mà bình thường thằng Vanh nó thân thiết với mày như này đâu. Mày lại làm gì để thằng Vanh nó nghe lời mày đúng không? Tao tao nghi mấy ngày hôm nay rồi nhá. Mày cái gì? Tao đúng không à? Thôi, sao cậu lại nói kiểu như thế với cả Huy hả ấy? Vanh ơi, mày mẹ còn bênh thằng Huy á? Vanh ơi, này mày tỉnh lại đi, bình thường mày có như này đâu. Này Vanh, cậu làm sao thế? Tớ vẫn là tớ, chẳng có ai thay đổi ở đây cả. Đây, mày thấy chưa? Thế này là mày cãi mày, mày không làm gì nó à? À, này, đây rõ ràng là mày làm gì nó mới như này nhá. Mày đều... Bạn bè với nhau cậu đừng có nói chuyện kiểu như vậy. Đấy mày thấy chưa, thế này mày còn bảo mày không làm gì thằng Vanh nhá. Tao phải tao mách mẹ nó. Mày ấy à. Hải Bi, sao cậu lại ở đây? Mẹ cậu tìm cậu nãy giờ đấy. Ôi thế á, thôi chết. Ui, điện thoại hết pin. Thôi chết. Ôi. Ô, ông chú kia, làm gì mẹ tôi đây? Tránh xa mẹ tôi ra, ông làm gì kìa? Này, dừng lại. Này, thằng này là con trai bà. Đúng, cậu mà động vào tôi á thì nó không để yên cho cậu đâu. Này, chú cứ động đấy, động này. Này chú là đàn ông, chú bắt nạt phụ nữ chứ không thể xấu hổ à? À, thằng này mày láo nhỉ? Thì tao cứ động đấy. Chú. Láo ơi. Con ơi, con có sao không? Tỉnh lại đi con. Con ơi, con làm sao thế Vanh? Tỉnh lại đi con. Vanh ơi, tỉnh lại đi con. Vanh ơi. Sao mẹ lại ở đây thế ạ? Mà sao con lại ở nhà Huy này? Chết thật chứ con không nhớ gì hết cả. Lúc nãy ấy, có cái ông chú bắt đạp mẹ. Con nhảy ra để bảo vệ mẹ, thế là bị ngã đập đầu xuống đất. Con ngã mạnh quá hay sao mà không nhớ gì hết thế? Mà sao não của con lại lỏng lẻo đến mức mà vừa mới ngã cái nó mất trí nhớ rồi à? Mẹ, con nhớ hết mà. Nhưng mà con chỉ đang thắc mắc là tại sao con lại ở nhà thằng Huy thôi. À, là lúc nãy con ngã ở gần nhà Huy, thế nên mẹ và Huy là đưa con về đây để con nghỉ ngơi cho nó gần. Này Vanh ơi, thế chẳng nhẽ là những cái chuyện xảy ra từ trước khi mày bị ngã đến bây giờ mày vẫn không nhớ gì à? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, chuyện cái bình của bà con sai ạ. Hâm à, đáng lẽ là mẹ phải xin lỗi con mới đúng. Đành rằng ấy là cái niêu ấy bị vỡ, mẹ rất là tiếc. Nhưng đáng lẽ là mẹ không nên mắng và đuổi con đi như thế. Từ giờ trở đi mẹ hứa với con ấy là nếu con như thế thì mẹ cũng không bao giờ mẹ mắng con nữa. À, nếu con có quá hư ấy thì mẹ phải xem lại.
mẹ cứ khéo đùa con ạ. Thế mẹ có giận luôn không ạ? Giận gì mà giận. Tức lên thì mẹ nói thế thôi. Chứ con mình đứt ruột đẻ ra mà. Thấy con ngoan ngoãn, nghe lời mẹ hơn bình thường. Mẹ suy nghĩ lại, mà mẹ chưa biết mở lời trước như thế nào cả. Lúc nãy con lại còn đứng ra bảo vệ mẹ nhá, rồi á đập đầu xuống đất. Mẹ mà không mở lời trước với con á thì mẹ á sai quá sai rồi. Mẹ của con đúng là tuyệt vời nhất ạ. Chỉ được cái khéo nịnh thôi. Mà thế đã đỡ chưa? Đi về bán hàng cho mẹ. Dạ vâng, con đi luôn ạ. Thế bác cảm ơn hai đứa nhá. Nếu mà không có hai đứa giúp bác á, bác mệt lắm đấy. Dạ không có gì đâu bác ạ. Thôi để bác với Vanh đi về bán hàng. Lúc nào hai đứa qua, bác mời một đứa nhá. Dạ vâng ạ. Ôi giời, ôi giời. Thế nhanh. Ai lại nói bạn như thế mà giờ. Thôi đi nhanh lên, về bán hàng với mẹ không á, các bạn đi chờ. Vâng ạ. Bác chào hai đứa nhá. Không cần tiễn bác đâu, bác về nhá. Dạ vâng ạ, thế nào bác. Mà tớ tưởng cậu ấy không nhớ gì. Thôi, chuyện đấy thì cứ bỏ qua đi. Dù sao thì tớ vẫn thích Vanh của hiện tại hơn. Mà tớ nghĩ là cái loại trà kia ấy, tớ phải đổi tên thành trà thay đổi tính cách thì đúng hơn. Công nhận, cậu nói có lý đấy. Với cả, tớ sẽ đi tiêu hủy nó. Sao lại tiêu hủy? Cậu mất bao nhiêu công mới nghiên cứu được ra còn gì? Tớ biết là như thế, nhưng mà tớ chỉ sợ là vào tay người xấu ấy, họ sẽ lợi dụng nó để biến người tốt thành người xấu. Như thế thì có mà toang à? Vả lại thì tớ nghĩ là tiêu hủy nó đi thì vẫn tốt hơn. Với cả tớ nghĩ là tớ vẫn có nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm ra một công thức để cải tiến cái loại trà đấy thành một phiên bản tốt hơn nữa. Cậu nói đúng, thế bây giờ bọn mình... Đi tiêu hủy nó với tớ đi. Đi.